Chào cả nhà, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhung TV Family Cuộc Sống Việt nhá. Hôm nay mùng 3 tháng 3 âm lịch cả nhà ơi, là tiết Thanh Minh ấy. Cho nên nay Nhung có làm bánh trôi này, trôi bánh chay và bánh chè này Nhung mua, xôi này Nhung mua, bánh trôi thì tự nặn nạm này cả nhà. Ngon lắm, bố con nó thì ăn trước rồi mình ăn sau. Là có cả bánh giò nữa, bánh giò này mình cũng mua này, bánh giò ngon lắm. Bánh giò á? Ừ, đấy, rất là ngon. Con ăn nữa không? Bánh giò có ngon không? Ngon. Ăn không mẹ cắt cho. Chấm bí mật ngon lắm. Nhá. Và có món thịt gà nữa này. Là có thịt vịt gì đây? Thịt vịt. Rồi màu sắc nữa, rất là ngon. Thịt vịt cũng ngon mà. Cái này mình ăn một tí. Con ăn bánh giò mẹ làm cho. Hả? Mời cả nhà ăn cùng với Nhung nhá. Ăn bánh giò nhá. Lấy ghế con đây ngồi đi. Nice. Baby cat. Hey chào cả nhà. Lấy giò ngon thơm lắm. Ừ, thơm mùi lá. Đây là lá rong của nhà họ nói bên nhà là lá rong ấy. Ôi giời, lá rong bảo vệ Tết mà. Được chưa? Bánh trưng. Ai đó bảo bánh trưng mà đi xin là cái này là lá rong mà chứ mấy là lá rong mà. Rong nó mới thơm được. Mình cái kéo cho mẹ nào. Mình kéo cho mẹ lại cắt này cho. Thơm thế nhỉ? Hai cái thôi. Ăn một cái nổi. Con thế thôi, con không bóc nữa. Mẹ cắt cho. Yeah. Để cái đĩa cho mẹ. Cái đĩa. Trời. Mẹ cắt cho con nhá. Bắt kế một nhá. Ăn hết hai cái không? Ăn hết cái đã. Nhá. Đây là mật này. Mật ngon. Nè. Nhìn như gì khô chín. Bỏ đi ăn đi. Ơ, để cho mẹ tí mẹ ăn. Đây con lấy cái này con ăn. Mời các bạn ăn đi. Ừ, các bạn ăn nha. Đấy là nó ngon không? Nó có quên vị nữa rồi. Con cứ ăn đi. Lâu thì mình không ăn. Con này không ăn nên mình quên vị. Mật vị nè. Mật ăn đấy. Mật đường chả có ăn chứ. Đấy, anh Bon đã ăn xong rồi cả nhà. Bây giờ đến lượt Nhung Anh ăn này. Đấy, bánh giò ngon lắm đi cả nhà. Mời cả nhà ăn nhá. Hôm nay Tết Thanh Minh 3 tháng 3. Bánh giò mật mía ngon. Thơm mùi lá rong. Anh Bon ăn bảo ngon quá. Nhưng mà không kịp quay rồi nhỉ. Lấy như bạn ấy em bi nên không quay được. Nhưng lắm thì em ăn bánh giò. Bánh giò bánh trôi. Tết Thanh Minh có bánh giò, bánh trôi, bánh chay. Bánh trôi ngon chưa cả nhà? Thân nem vừa trắng ngại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Ngon quá. Ba những người chúng cũng trôi bánh trôi bánh chay bánh giò rồi nhà. Bánh chè không? Món thịt nè, thịt gà, vịt,
Lát cái vừng này ăn thơm lắm. Chồng Nhung với các con đã ăn trước rồi. Giờ em cho Bi ăn. Nhung ăn sau. Chú thơm thì mua mua vịt nè, họ cho á. Đầu dập cá nhưng rất là thích ăn. Dập cá này. Ngô này. Cánh. No rồi. Nghĩ Nhung hay ăn sau cùng. Vịt nướng ngon lắm, thơm. Tiết Thanh Minh á, thường các vùng quê hay đi tảo mộ, người thăm mộ tổ tiên, sửa sang mộ. Ôi nhìn bánh giò mà ăn ngon hấp dẫn thế em biết được. Nó là rong thơm thật đấy. Thì ăn đầu gỗ cánh. Ăn nữa không anh? Đi ăn hết không? Hả? Ăn được gì à? Rửa à? Tất này ăn mấy miếng xôi rồi. Tí đói cho ăn thêm. Rửa nhẹ con thôi. Rửa mạnh quá. Đi ăn xong bố rửa mặt cho kêu. Chiếc gà ngon. Thì ăn rau thơm, kinh giới. Kinh giới này ăn rau muống rất là hợp. Xôi gà. Xôi màu tím này. Màu tím bọn ấy từ cái gì nhỉ? Lá tím à? Xôi màu gấc này. Màu lá nếp cẩm này. Màu tím này em chưa biết họ lấy từ lá gì nhỉ? Môn đấy, à, môn đó. Khoai môn đấy. Khoai môn à? Khoai môn màu tím, đúng. Đúng rồi. Chồng thông minh hơn cả vợ. Chồng cũng là người ngu. Lúc mà khen ngu thì ai thông minh, lúc mà khen thông minh thì ai là ngu. Khiếp. Cháu ngồi không? Hả? Ăn nữa ra ngoài ăn anh. Cháu thì mặn tí, con là ăn ít. Ở bởi cái hạt nêm đấy mặn đấy. Cho tí hạt nêm đấy mặn. Cánh gà bay cho nó khỏe nha. Ơi. Để bún lấy cho.
Ừ, nước nó gọi hết. Mỗi thứ một ít này. Nãy bố con nó ăn này. Đây là xôi chè nhà. Bát này 10k. Ngon bồ rể chất lượng. Ăn nhà miếng nhá. Họ sơn cái này lâu lắm mới cả nhà. Gạo với đường. Ngon nhỉ. Ngọt. Họ sơn được gạo nếp ấy. Nó hơi dẻo dẻo, hơi cưng cứng. Nhưng mà càng nhai thì nó càng dẻo. Mới đầu nhai thì hơi cứng một chút rồi à. Nhưng mà ăn xong thì càng nhai càng dẻo. Nhai với những người khỏe răng. Nhưng ngọt lắm. Bạn nào thích ăn ngọt thì ngon. Nhưng là có vừng thơm lắm. Đây. Con xôi chè không? Ngọt ngon lắm. Mới cho miếng. Đây. Miếng thôi. Nhai kỹ vào nhá, càng nhai càng ngọt càng ngon. Ăn bòn nhai, nhai kỹ vào nhá. Ăn đồ ngọt nhanh ngớn lắm cả nhà. Ăn tí thấy nhớ này. Nhận là ăn đồ ngọt nhanh ngớn đó. Nãy nhìn cứ đừng ăn đừng nhiều. Nói là giờ ăn đã no rồi nhỉ. Quả cam đúng quả quýt đấy cả nhà. Bóc rất là dễ. Em ăn no rồi đấy. Tại vì cái món tất cả món này đều ngọt này. Món này cũng ngọt này. Bánh do ngọt này. Bánh trôi ngọt này. Xôi chè cũng ngọt. Ăn ngọt nhanh ngớn. Để thèm trái cây cả nhà. Cam bóp như quýt đi này. Thơm lắm. Cam thắp hương nữa. Này món cam táo thắp hương. Nhìn nghe thèm trái cây. Mời cả nhà nhá.
Thế thì cam nó ngọt thế nhỉ? Không biết họ có bơm thuốc gì không mà ngọt lắm phải nhỉ? Ngon tuyệt cú mèo. Thì cả nhà ơi, hôm nay Tết Thanh Minh thì em cũng làm một món bánh trôi đấy, và cái bánh là xôi và thịt gà, đồ ăn rất là ngon. Thì cả nhà xem video của Nhung có hay hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh Nhung TV nhá. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà, bye bye.